bài đọc cái răng khểnh. Tôi có một cái răng khểnh. Thỉnh thoảng tôi bạn lại trêu tôi. Các bạn cần nói đó là vì cậu không chịu đánh răng. Một sức đánh răng, răng sẽ mòn đều. Từ đó tôi ít khi cười. Một hôm bố tôi hỏi, sao dạo này bố ít thấy con cười? Tôi nói, tại sao con phải cười hả bố? Đơn giản thôi, khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt người ta đẹp nhất là nụ cười. Nhưng con cười sẽ rất xấu. Tại sao? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con vậy? Không ai cả, nhưng con biết rất xấu. Đẹp sao được khi có cái răng khểnh? Ái chà, bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm. Nó làm nụ cười của con khác với các bạn. Đáng lý có phải tự hào chứ? Mỗi người có một nét riêng. Hãy quan sát đi, rồi con sẽ thấy rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình. Một hôm, tôi thuật lại câu nói của bố về điều bí mật cho cô giáo. Cô nhìn tôi, dịu dàng hỏi, vậy em có điều gì bí mật không? Dạ, có, nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu ạ. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ nó thì bí mật vẫn còn. Khi em kể cho cô, sẽ có hai người cùng giữ chung một bí mật. Tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa. Như vậy, các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật. Bí mật về một cậu bé hay cười vì có cái răng khểnh.